9, 10, 11,
Rồi đứng vươn người lên. Hạ tay nghe. Rồi từ từ tay phải ôm lấy eo trái. Tay trái nghiêng người sang phải. Căng hết biên độ. Một, chính xác. Hai, ba, hít thở. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, đi. Thôi đó, đổi bên. Bây giờ nửa tiếng tập cơ. Vô luôn. Nghiêng cơ. Để tay trái ôm lấy tay phải. Nghiêng. Một, tách chân gập bằng không. Hai chân song song. Hai, đúng rồi, ôm lấy eo của mình. Ba, bốn, hít thở đều nha hết. Năm, sáu, bảy, đúng rồi, tám, chín rưỡi, mười, đó, hai tay khép lại, biết làm gì chưa? Xè bàn tay, điếm ngón tay, rồi siết chặt cơ bụng lại, đẩy tay lên cao cho em một nhịp và nhịp hai hạ xuống nha đó. Lên hít sâu vào xuống thở ra đi. Một hạ, hai hạ, ba hạ, bốn hạ, năm hạ, sáu hạ, bảy. Đẩy tay thẳng lên lưng đó, không có ôm vô đầu. Hạ, tám hạ, chín hạ, mười, tiếp mười hạ, chín hạ, tám hạ, bảy hạ, sáu, cố lên cả lớp. Năm, bốn, ba, hai, một. Lên giữ cho em luôn. Giữ. 1 2 3 4. Đẩy cao lên nào. 5. Siết chặt cái nắm tay lại. 6. Khép chặt tay vô. 7 8 9 10. Ôi, đó, thả lỏng tay. Xoay eo. Cười đại đi. Còn cười miếng chi nữa chứ. Rồi, hôm nay lớp thì chúng ta sẽ được chụp hình. Chụp hình lớp Facebook đồ. Rồi lớp, bây giờ lớp mình như người ta 9, 10, 11 người đúng không? Chia ra bên 5 người, bên 6 người đi. Em đó là 12 nè, bên 6. Quay dập lại cho em nè. Dạ, bây giờ bắt đầu tập thể lực nè. Rồi, một lớp một luôn. Đúng rồi, đứng đó đi. Chị làm mẫu cho rồi. Rồi, đó. Đôi chân mày sẽ chấm tay về trước. Tại vì cái này là cái bảo rồi. Đổi giải nữa. Nhìn em ha. Hai tay chấm sàn nè. Chân, hai chân duỗi thẳng nè. Vâng, lưng thẳng siết chặt bụng. Rồi, bên kia đâu xuống đi. Xuống đi đó. Chấm gì cho em đi trang không? Chúng cha cháu thay mặt cao nè, cháu đi đâu rồi? Quay, quay. Rồi, cách nhau đây nha. Rồi, siết chặt cái bụng lại nè lớp. Rồi, bạn này, em giở tay phải thì bên đây giở tay trái. Chạm nhau, một cái. Cái thứ hai, trở về. Được không lớp? Đúng không? Chuẩn bị. Cái gì chưa? Cái sàn này gì mà chơi cái gì? Chuẩn bị. Vô. Một, hạ, hai, hạ, ba, hạ, bốn, hạ, năm, sáu,
nhìn nhau cái coi. Ba, nhìn em nè. Bốn, lên bé. Năm, cả lớp đang nhìn em. Sáu, bảy, coi nhìn nhau như đó. Tám, siết chặt cái cơ bụng lại. Chín, mười, hạ đi đó. Lùi mông về sau. Vui ha. Thôi thấy mông về sau, trả lại đi chị. Từ từ còn nữa đó, chứ chưa hết đâu. Dạ. Trả cái mông về sau. Trời, có ai không? Chị chụp cho tôi mấy tấm hình để chạy. Rồi đó, tiếp tục giùm em. Hạ xuống cho em luôn. Hồi nãy là cao đúng không? Bây giờ là thấp. Rồi, hai tay chống sàn. Siết chặt cơ bụng lại. Rồi, lăn qua trái cho em một nhịp nè. Nhịp 2 trở về. Nhịp 3 đổi bên. Và nhịp 4 trở về. Sống đều nha lớp. Trái nha. Đi. 1 lên. 2 lên. 3 lên. 4 lên. 5 lên. 6 lên. 7 lên. 8 lên. 9 lên. 10 tiếp. 1 cổ lên cả lớp. 2 chặt lên nè. 3 cổ lên. 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 6 10 cổ lên lớp ơi. Rồi lớp chống tay lên chụp hình cái nè. Chụp thôi. Tấm dáng thấp nha lớp. Lên. Trong gym gọi là căng á. Dạ, đúng rồi. Đợi em cái dây dây. Trời ơi. Nhìn em bé lên, em lên cho chị chụp tấm hình em. Lên. Cười cái đi lớp. Đẹp xuất sắc. Thôi lớp ngồi dậy cho em luôn. Tiếp tục. Rồi duỗi thẳng chân cho em nè. Không được được cái sao luôn. Duỗi thẳng cái chân ra. Đúng rồi. Cái gì mà nó lớn xa tôi giữ vậy mà biết cái gì chứ mừng cái gì em đâu mà không biết nữa. Rồi nhìn lên. Thẳng ra, đúng rồi. Siết chặt cơ bụng lại. Hai tay vươn lên cao. Đẩy người lên. Đúng rồi. Hết chặt cái cơ bụng lại. Thở thật đều. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lớp từ từ hạ tay. Người phải giữ thẳng nha lớp. 1 nhìn đây nè. 2 3 người mình đang ở đâu, định tuyến mình ở đâu là mình ở đó. 4 5 6 7 căng cái vai ra, mở cái vai ở đằng sau á. Nè, tay đang mình đúng không? Mở nè, vươn về trước là tất nhiên cái vai sau nó đang mở ra đúng không? 7 cứng cái vai luôn không? Có cứng cái vai này không? 8 nhả ra coi. Đúng rồi. Lên. 9 10 lớp từ từ. Ngã cái lưng về sau nhẹ em gái nè. Đó, giữ thẳng cái lưng chưa? Rồi, nâng hai cái chân lên. Đúng rồi, xuất sắc. Xuất sắc. Giữ cái coi. Đẹp cái nè. Lên chị. Trời ơi, căng nha. Nhìn nè, thẳng gối nè, chuẩn bị. 1 2 3 xuất sắc. Giữ lại chứ không phải xuất sắc mà bỏ. Lên lại đi. Trời ơi, điếm nè. Chuẩn bị. Đi. Siết chặt cơ bụng lại. Cái này đang vô bụng thiệt đó lớp. 1 mặc dù là chụp hình nhưng mà vô bụng thiệt á. 2 3 hít thở đều nha lớp. 4 5 6 cố lên. Cố lên. 7 cố lên. 8 9 10 nằm xuống luôn. Nằm lại ra luôn đi. Sao đâu. Ôi bây giờ mặc cái chân, đẩy cái chân sát ra như đó. Rớt xuống. Rớt cái chân của mình chạm vô cái chân của bạn á. Rồi hai cái mũi dài á, đạp vô. Đạp sát vô. Đúng rồi, sát chưa. Đã. Ai chị đi chị hả? Không có, chị không chị mấy tấm hình rồi. Được phải làm mẫu cho mấy bạn chụp lỡ những huế thì sao em lấy thì sao cho đẹp lấy được à. Thôi
đó. Thôi hai tay lên cao cho em đi lớp chụp cho tắm đi nè. Thôi thay được chưa? Em lấy gì đó rồi. Ok rồi, thở đều đi lớp. Rồi bây giờ chị lên nha. Rồi lớp tiếp tục nè, bây giờ siết chặt cơ bụng lại, hai cái hữu lực, hai cái bàn chân đạp cho nhau nè, bật người lên một nhịp lên, nhịp hai hạ xuống nha lớp, chuẩn bị đi, một hạ, hai hạ, ba hạ, bốn hạ, năm hạ, sáu lên hạ, bảy cố lên hạ, tám hai cái nữa thôi đó hạ, chín cố lên hạ, mười lên, giữ đi lớp, giữ đi lớp, hạ người xuống. Đang ơi chụp giùm tấm này đi em ơi, chụp lẹ lẹ đi chứ để mấy chị chết hết em. Hạ lưng xuống, xiết cơ bụng lại, một hai ba bốn năm sáu, siết chặt cái cơ bụng lại, bảy tám chín mười. May mà đấy, xem tập sao mấy chị còn gồng được không. Thôi đó, tiếp tục cho em nè, ngồi dậy đi lớp. Rồi lết vô, rồi lết vô, lết sát vô, cơ hội lột dần vàng của nhau đó, ai có gì đeo lột nha. Nè bắt nè, ok chưa, ok không, từ từ. Rồi bây giờ từ từ nâng cái chân trái lên, không chân trái đâu em, chân trái đâu, nó mất định hướng luôn rồi đó. Không không có chân trái mà chân trái đâu, chân trái, chân trái. Rồi, thẳng lên cho em nè. Rồi, lên cái chân phải luôn. Lên, ở trong, ở trong. Đúng rồi, đó. Thẳng cái cổ lên. Xuống, sắp. Hai cái ở trong. Lên cái mông xích trước. Lên một chân trước. Đúng rồi, đạp cái chân lại. Nhìn người ta kìa, trời đó. Mọi người đang đợi có hai người đó. Trời đất ơi. Người kia kéo, một người kia ngã là người này tự động, người này hạ sát vô.
nó rất là đã cái hương. Để khăn nè. Hả? Khăn không vậy? Dạ, lấy khăn đi, tặng luôn chị. Lấy khăn đi. Tặng. Dơ đi. Để tập với nhỏ này.